Sau khi dọn dẹp phòng khám xong, bây giờ mình chuẩn bị đi qua, đi con, đi qua nhận năm, đi qua nhận năm nè. Đó, đi qua nhận năm nha con. Mình dọn dẹp xong mình qua nhà ông anh để mình quét dọn sơ sơ rồi mình đốt nhang cho năm, châm trà cho năm xong mình trở về phòng khám. Đi con, đi trước đi. Đó, bữa nào đi con gấu cũng chạy theo hết trơn. Sáng nào cũng vậy, dọn dẹp bên đây kia xong bước qua nhà ông anh Năm đốt nhang. Thì có nhiều anh chị nói là 2 3 ngày mới đốt nhang lần, rồi là Phật dạy là không nên đốt nhang nhiều, 2 3 ngày mới đốt một lần. Không biết cái điều đó có đúng hay không nữa. Mình suy nghĩ là đốt nhang cho cái nhà ấm cúng chứ không đốt. Đó, mình mở cửa ra rồi bước vô. Bước vô, bước vô đó. Rồi sáng nào mình cũng vô, đi vô con, để con. Sáng nào mình cũng vào đây nè, mình quét dọn cho anh Năm. Ai rảnh cứ đến đây dọn dẹp, ai muốn dọn dọn, ai dẹp dẹp đó. Nhưng mà mình sáng nào mình cũng đốt, mình cũng không có rảnh thời gian mà qua đốt nhiều, chỉ đốt của dân phanh. Sáng nào mình nói vào, bước vào bên trong. Rồi mình mở cửa ra. Ra đây. Rồi mình đốt nhang cho anh Năm.
mình đóng cửa đốt nhang dọn dẹp nhà cho năm xong mình đóng cửa là mình đi về. Về con, về gấu, 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 gấu. Gấu ơi, chạy về ngoại kêu kìa. Đó, bây giờ mình tiếp tục công việc mình. Bây giờ đúng là 7 giờ rưỡi. Bắt đầu mình về tắm rửa sạch sẽ để bắt đầu tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Đó là khám và điều trị. Khám và điều trị. Đó, sáng sớm là đại võ đi về nhà má rửa vết thương, đau huyết áp. Xong chạy lên dọn dẹp nhà cửa, xong chạy qua bên nhà bên đó để dọn dẹp mình đốt nhang cho năm, rồi bây giờ trở về công việc của mình, việc là khám và điều trị bệnh đông y miễn phí. Sau đó tắm rửa sạch sẽ, tiếp tục công việc hàng ngày của mình, đó là khám và điều trị bằng phương pháp đông y từ thiện, chăm cứu, tập dứt lý trị liệu, điều trị tất cả các bệnh như viêm xương khớp, đĩa đệm, thần kinh, mất ngủ, tai biến, mạch máu não. Đó là những cái công việc hàng ngày của mình. Rồi đại võ cảm ơn tất cả quý khán giả, quý mạnh thường quân, quý anh chị em thân thương đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ kênh của đại võ. Đại võ xin cảm ơn rất là nhiều. Cuối clip đại võ xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Mọi liên hệ với đại võ qua số Zalo đại võ in trên màn hình. Các anh chị ủng hộ đại võ hãy nhắn tin và điện thoại cho đại võ qua số Zalo trên ạ. Đại võ xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Đại võ luôn luôn lúc nào cũng mong muốn tất cả mạnh thường quân luôn luôn ủng hộ và đồng hành đại võ để đại võ phục vụ bệnh nhân có điều kiện để phục vụ đại bệnh nhân nghèo được tốt hơn ạ. Đại võ xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.